Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Anh Thư, U40, người biên hòa Đồng Nai, hiện đang sống tại đất nước Papua New Guinea. Hôm nay mình quay video bằng cái camera trước, cho nên khi mà mình nhìn vào camera để mà ghi hình đó thì khi mà các bạn nhìn đó thì nó cứ giống như là mình đang nhìn một ai khác vậy đó. Thôi bây giờ mình sẽ cố gắng không nhìn vào cái camera nữa. Thì hôm nay là sáng thứ hai, mình đang chuẩn bị cái hoạt động đầu giờ, đầu ngày của mình. Đó là tập thể dục buổi sáng. Thì nhờ cái tập thể dục này cho nên á, cách đây nửa năm mình từ một người với cái cân nặng là 71kg, gặp nhiều những cái triệu chứng như là huyết áp bị giảm nè, rồi dù là mập nhưng mà cũng rất là mệt mỏi. Thì sau khoảng nửa năm tập thể dục thì mình đã giảm được khoảng 13kg và bây giờ mình đã không còn cái triệu chứng là bị tụt huyết áp nữa. Hôm nay mình sẽ, trước khi tập thể dục thì mình sẽ đi đổ rác. Rác của mình nó rất là ít, chỉ là những cái giỏ chai sữa nè, rồi giỏ mì gói rồi nè. Còn những cái rác thải, rác bếp thì như là giỏ chuối, rồi phần thừa của rau củ thì mình đã để dành để ủ để làm phân bón cho cây. Bây giờ mình đi ra nha. Hôm nay á mình mang theo 20 tina, tương đương với khoảng 6 đô la là 120.000 của mình rồi mấy bạn, để cho cái ông bác bảo vệ. Đây là 20 tina. Thì nguyên nhân mà mình cho ông bác bảo vệ á là hôm thứ bảy á, mình đi xuống mình đổ rác thì mình thấy là ổng đang rửa những cái thùng rác. Thì có một cái thùng rác mà ổng chưa rửa á, thì mình thấy lúc mà mình mở cái nắp thùng ra, trời ơi thấy ghê lắm, kiểu như người ta ở trong mấy cái nhà landlord này nè, người ta ủ rác ở nhà người ta tới 2-3 ngày người ta mới đem rác rồi ra ngoài lên người ta đổ. Thì khi mà đem rác ra ngoài này á, rồi có khi là phải đợi một ngày nữa mới gặp xe rác tới, cho nên á những cái con côn trùng á, hay là nói thẳng ra là dòi á, nó phát sinh ra rồi nó bò lủng ngủng nó mình nhìn là mình nổi da gà luôn. Nhưng mà bác á, thì bác phải đem từng cái thùng ra để mà bác rửa lau dọn, thì mình cảm thấy rất là tội nghiệp, cho nên mình quyết định là hôm nay khi mà xuống đổ rác gặp bác thì mình sẽ cho bác 20 tina. Đối với mình đó thì 20 á, mình để ở trong bóp á, nó cũng không có nghĩa lý gì hết. Rồi nhiều khi á, mình đem ra ngoài á, mình ăn á, thì nó cũng ăn được có ăn tô mì hơn tô phở gì à. Nhưng mà cho người ta vui. Tắt đèn bớt. Cho người ta cái người ta vui. Mà ta, đối với người local thì 20 tina này nó cũng tương đối nó lớn. Cũng tròn. Hôm qua mình định cho, mà hôm qua mình nhìn xuống dưới đất thì mình không có gặp ổng, mình gặp người khác. Đây là cái khu nhà của mình. Radha. Yeah. Thank you. Alright. Yeah, thank you. Đó, vậy đó. Thương lắm. Tự vì mình cũng hay cho ổng cà phê lắm. Lúc mà mình còn có thể đi ra ngoài được á, nè mấy bạn coi. Cái thùng rác này nè. Mà dòi nó bò quá trời luôn. Dòi trắng. Thấy ông làm cực quá, hôm nay đem xuống cho. Mình á thì mình rất là hay cho ổng cà phê. Hi Nina, morning. You go to the Fishman Island yesterday? Oh, so nice. Do you like it, Tintin? Huh? Go to the beach. Good morning. How you see? Facebook. Just do the video. Oh. Morning, Tintin. Can I give you a kiss? My hand is dirty. Who's Facebook? Huh? Boss Jim.
plenty photo, you know. He record Madame Jolie shaking, dancing very funny. Nice ah, nice ah. Yeah. I went there. He brought me us there when you were in Australia. And how are my picture also inside? Yeah, just one or two. You sitting down together with Madame Yoli and Pan Pan. Oh. I go off. Bye. Bye, Pan Pan. Bye. Mình đang nhắc lại cái chuyện là mình hay mua cà phê cho ổng. Thì thông thường là lúc mà mình hay đi shopping vào mỗi chủ nhật á thì mình mua cà phê mình cho ổng. Nhưng mà cả tháng nay mình đâu có đi ra ngoài đường đâu. Cho nên cứ 2-3 tuần á mình mang xuống mình cho ổng 10 kina. Hôm nay thì đặc biệt cho ổng 20 kina, thấy ổng vui lắm á. Ổng già rồi mà ổng đi làm ngoài công việc bảo vệ ra, ổng còn kiêm luôn rửa thùng rác. Trời ơi, hôm nay còn có con cái cũng hay lắm nè. Đó là cái trường học. Ở quay là gì, các bạn thấy cầm cái này mỏi tay quá. cái cây gimbal Made in China của mình đó, nó đã hư rồi. Hôm cách đây một tháng thì mình có đi đến cái Vision City để tìm mua cái cây gimbal hiệu DJ, nhưng mà hết hàng. Thì mình cũng không biết là chừng nào mới có thể xin chồng chở mình đi ra ngoài để mua. Dạo thời gian gần đây á, mình quay video mình ít có edit, rồi mình cũng ít có quay mà cầm cái điện thoại vậy. Tự vì cầm vậy thì nó rất là mỏi tay. Còn hôm nay khoe với mọi người nè, hồi nãy thức dậy lật đật chạy ra ngoài cửa sổ nhìn xuống trường học coi học sinh nó có đi học chưa, mà thật sự nó đi học rồi. Coi như hồi tuần trước á, vào cái ngày thứ năm, mình thấy có một cái team gồm 4 chú là spend nguyên một ngày luôn để mà cắt cái cỏ hết cái sân trường này, là mình nghĩ là chắc tuần này là mấy em đi học lại. Và thiệt, hôm nay mấy em đi học lại. Hồi nãy là mình ra đây nó hơi trễ, chứ nếu mà mình ra sớm thì mình có thể quay được cái cảnh mà học sinh, giáo viên với lại phụ huynh học sinh đứng ở chỗ cái gốc cây này nè. Người ta tụ tập ở dưới cái gốc cây này nè, nó cây to rồi nè, để riffing. Ở bên đây chắc có thể là người ta không có dùng cái từ chào cờ như bên Việt Nam mình đâu, mà ở bên đây á y như là dùng cái từ riffing, có nghĩa là họp ngắt đầu giờ á. Thì ở trong công ty, trong nhà máy cũng vậy, ngày nào thì cũng có cái thời gian briefing, có nghĩa là họp đầu giờ. Thì ở đây nó cũng vậy, chứ không phải là nó chào cờ như là bên Việt Nam của mình. Đó, chưa có cái chỗ nào mà đất nó tốt như ở đây. Cũng may là hôm nay học sinh nó đi học lại á, thì hy vọng là người ta đi học lại cái người ta chạy nhảy dẫm lên dẫm xuống đó, thì cỏ nó sẽ bị cản trở, nó sẽ ít có mọc lên. Chứ nếu mà dãy cỏ kiểu này mà cắt cỏ cho đã rồi mà mấy em không đi học á thì hết một tuần qua tuần thứ hai là cỏ nó mọc lên lại. Thôi mình đi tập thể dục đi. Mấy bạn thấy mình đeo cái này là cái gì không? Mấy bạn biết không? Cái này á là để mình cài lên. Tại vì khi mà chạy bộ á, rận hồi nữa, mình lại cúi lên cúi xuống làm mấy cái động tác gặp người. Mà không có cái này á là cái mồ hôi á nó tuôn, nó chảy ướt hết cái mặt của mình, rất là khó chịu. Có khi mình đang gặp người á thì nó chảy, nó tuôn, nó còn chảy ngược ở trong lỗ mũi của mình nữa. Cho nên tập thể dục á, mấy bạn thấy là mấy người mà vận động viên đánh tennis á là người ta có cái headband ha, là cái như cái của mình ngang trán, rồi cái band ở cái tai. Mấy cái này là để hỗ trợ ngăn không cho mồ hôi nó chảy xuống mặt nè, rồi chảy xuống tay. Cho nên khi mà đã tập thể dục thì phải trang bị đủ những cái nhỏ nhỏ này, accessories. Thôi, mình rất là vui, tự vì
có thức dậy sớm, ngủ đủ rồi thức dậy sớm, rồi tâm trí nó thoải mái để có thể làm video, để làm cho cái cộng đồng YouTube của mình nó trở nên nó sinh động, nó lung linh hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye.